Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp một cái clip về kỹ thuật xử lý rễ cho cây bonsai. Và ở đây mình sẽ chia sẻ cụ thể luôn đối với anh em, đó là cây mai chiếu thủy. Thì cái kỹ thuật này mình cũng nói chung là nó là cái kỹ thuật chiết đơn thuần thôi, nhưng mà nó sẽ tận dụng anh em mình làm thêm một số cái thủ thuật, một số cái mẹo nữa. Tuy nó đơn giản, nó không tốn cái công, cái phí của mình, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái cây đẹp trong thời gian ngắn. Và nói chung là nó sẽ rất ít, tốn rất ít thời gian cho chúng ta. Rồi, thì cái kỹ thuật này thì mình cũng sưu tầm được những cái từ những cái trang web ở trên mạng. Rồi, mình xin trở lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay. Thì thưa các bạn, trước tiên thì mình sẽ nói về có hai cách để chúng ta có thể thực hiện được cái phương án này. Một đó là anh em mình có thể dùng phương pháp chiết cành. Thứ hai, mình cũng có thể dùng phương pháp dâm cành để mình áp dụng cho cái biện pháp này. Tuy nhiên thì cái biện pháp chiết cành, nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn và nó nhanh hơn, và nó sẽ ra được bộ rễ nó sẽ đều đặn hơn so với phương pháp là dâm cành. Tại vì anh em mình biết khi một cái cây mà chúng ta khoanh vỏ trên thân cây mẹ nó được vẫn còn nuôi, khi mà chúng ta thực hiện cái biện pháp chiết thì nó được vẫn được nuôi bởi thân của cây mẹ, nó còn sử dụng bộ rễ của cái cây lớn ở bên dưới, nên là nó sẽ ra rễ rất là nhanh và nó an toàn. Còn phương pháp dâm thì mình sẽ cắt lìa ra khỏi cây mẹ và mình dâm xuống, mình đợi ngày cho nó ra rễ, thì nó sẽ cái hiệu quả nó sẽ không cao bằng cái phương pháp chiết. Rồi các bạn, thì ở đây mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn cả hai phương pháp để mình có thể áp dụng được. Cái phương pháp nào thì mình làm phương pháp đó. Thứ nhất là các bạn vẫn dùng cái phương pháp là khoanh vỏ và cạo cái phần lớp da biểu bì của cây để đó khoảng một tuần, để cho nó tràn cái nhựa xuống cái mép chúng ta khoanh đó, để nó chuẩn bị chúng ta bó bầu. Và khi mà nó phù cái vỏ với phần vết chúng ta khắc, thì các bạn có thể dùng cái N3M pha loãng hoặc là cái Atunit pha loãng. Chúng ta dùng chai xịt, chúng ta xịt vào cái vết sẹo của nó để kích thích những cái mầm, những cái tế bào nó phát triển, nó ra rễ cho nó nhanh. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái khay nhựa các bạn, cái khay nhựa có cái mặt phẳng, và chúng ta sẽ khoét một cái lỗ. Chúng ta làm bằng cách nào đó mà chúng ta sẽ cho nó vào cái lỗ, ta đựng cái khay bên dưới cái vết để chúng ta khoanh vỏ và chúng ta chuẩn bị bó bầu. Đó, thứ nhất, cái mục đích của cái khay này, thứ nhất đó là khi mà rễ nó ra thì nó tự động nó đụng cái đít của cái khay, nó sẽ tự bung ra 24 giờ. Nó sẽ tự lan tỏa trên bề mặt phẳng. Nhà nó không có rối, nó không có lên xuống, nó không có gấm. Nên là chỉ với một cái khay đơn giản thôi, các bạn có thể điều chỉnh được hướng rễ nó mọc. Rồi, và đây là một số cái hình ảnh để chứng tỏ cho cái phương pháp đó. Thì các bạn, khi chúng ta làm thành công thì bộ rễ nó xuất hiện trên một mặt phẳng rất là tua tủa. Thì lấy cái đó thì chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta có thể là chỉnh lọc lại những cái rễ mới, những cái rễ mà nó đẹp, nó đạt cái chuẩn, thì chúng ta có thể lọc lại nhiều lần để cho nó, hoặc là chúng ta sẽ để là những gọng rễ nó phát triển tốt để chúng ta nuôi, làm sao cho cái bộ rễ nó thật là đẹp. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn một số ảnh sưu tầm được ở trên cái trong web này thì của Malaysia các bạn. Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều loại cây khác nhau, ví dụ linh sam, mai chiếu thủy, nguyệt quế vân vân, rất nhiều loại cây, mà những cây nào mà chiết cành nó dễ thì chúng ta có thể đều áp dụng được. Rồi, xin kính chào tất cả các bạn, mình xin trở lại với cái biện pháp tạo bộ rễ đẹp cho cây mai chiếu thủy. Thì mình cũng có một cái cách thứ hai mình cũng sưu tầm ở trên mạng xã hội. Thứ nhất thì hồi nãy mình đã chia sẻ cho các bạn, đó là cách chiết cành, và cái trọng tâm của nó thì mình phải dùng một cái khay để bên dưới để mình sử dụng bộ rễ nó lan tỏ, nó không có rối, sau này mình xử lý nó rất là dễ. Cái biện pháp thứ hai thì mình sẽ dùng một cái phương pháp, đó là dâm cành. Thì thứ nhất là mình sẽ dùng những cái đoạn cành
với cái độ lớn vừa phải và nó đã bánh tẻ, rồi mình cắt với kích thước vừa phải khoảng 10 đến 15 cm, và trên đó thì anh em mình vẫn chừa lá. Sau đó mình sẽ dùng một cái dung dịch để mình ngâm cho nó mau ra rễ, có thể là anh em dùng cái N3M hoặc là cái chất kích thích khác mà anh em đã biết. Mình ngâm cho nó khoảng 1-2 tiếng, 1-2 giờ, có thể lâu hơn một tí cũng được. Và sau đó thì anh em mang vào cái giá thể để chúng ta ươm. Để chúng ta ươm trong cái giá thể, thứ nhất là anh em mình có thể dùng cát, dùng 100% cát để chúng ta ươm. Hai là dùng cái giá thể là bằng cho chấu, có nghĩa là chấu đã đốt nó có cái màu đen đó các bạn. Thì hai cái này nó sẽ làm cho nó tăng cái độ xốp và giúp là phần bên dưới thông thoáng. Thứ hai nữa là nếu mà bạn dùng cát thì cát nó sẽ làm cho cái giá thể khi chúng ta tưới nó sẽ tự bó rút ấp vào sát cái phần chúng ta chiết, nên là cây nó hỗ trợ cho cây nó mau ra rễ hơn. Và một cái quan trọng nữa thì mình có thể là khi mà mình dâm xuống thì mình phải dâm cho nó cái nhánh nó sẽ đụng luôn cái đáy của cái khay, mục đích là khi nó ra rễ nha, mục đích khi nó ra rễ nó sẽ bá cái thành của khay, nó sẽ rễ nó sẽ bung lan tỏa trên bề mặt. Nó cũng giống như biện pháp chiết nhưng mà biện pháp này là biện pháp dâm nha. Rồi tiếp sau đó là mình sẽ, khi nó đã ra rễ nhiều bên dưới, chúng ta sẽ nhổ nó lên nha. Chúng ta nhổ nó lên và chúng ta rửa. Thì hai cái giá thể cho chấu hoặc là cát thì các bạn rửa nó rất là dễ trôi đi, và nó lại để lại một bộ rễ trắng tinh và nhiều cái rễ non ở bên trên ngay chỗ vị trí chúng ta dâm. Thì nó sẽ, và từ đó thì các bạn giữ luôn cái tán lá bên trên. Hôm nay mình chỉ loại bỏ phần giá thể thôi, mình chỉ giữ nguyên rễ và lá. Rồi sau đó anh em mình sẽ dùng một cục đất và chúng ta đặt cái phần cành dâm lên, và chúng ta tiến hành, chúng ta dùng những cái vật để chúng ta cố định, chúng ta niền làm sao để điều chỉnh những cọng rễ nó bung ra các hướng sao cho cảm thấy nó đều và nó đẹp là được. Rồi các bạn, sau khi mà mình đã chiết, mà mình đã trồng cho cây nó ổn định, nó đang phát triển và nó đang phình cái rễ nó lên, phình cái rễ to nó ra, thì theo cái phương pháp này nó chỉ đế, nó chỉ có một lớp thôi, có nghĩa là nó có một cọng nó đi ra và nhiều cọng 24 giờ đi ra, thì mình sẽ làm cho nó tăng cường bộ rễ, nó độ vững và nó sẽ lan nhiều trên bề mặt. Bằng cái phương pháp thứ hai nữa là mình sẽ tiến hành mình lọc và mình thúc rễ đó. Cái phương pháp này thứ nhất là sẽ làm cho rễ từ một cái cọng rễ nó sẽ thành 2 đến 3 cọng rễ khác, mà cái tiêu chuẩn thì để 2 là tốt nhất. Và chúng ta ví dụ trên thân cây chúng ta có 10 cọng rễ, thì sau đợt thúc này, sau khi chúng ta trồng một thời gian thì chúng ta sẽ thúc và lọc lại 10 cộng, thì chúng ta sẽ lọc lại, chúng ta thúc, chúng ta nhân lên khoảng 20 cộng. Thì với phương pháp này nó giúp cho cái bộ rễ nhìn rất là dữ, rất là bề, có cái rất là nở và rất là đẹp. Thì cái phương pháp này cũng anh em mình phải dùng những cái giá thể ấm, ví dụ là sơ dừa, cám dừa chúng ta lọc lấy cám, hoặc là đất mịn hoặc là sình, để chúng ta ấm lên trên gốc của nó để nó kích thích rễ non phát triển. Và sau khi đó rễ non nó đã già lại thì chúng ta tiếp tục và chúng ta cắt, chúng ta thâu lại, chúng ta lựa, chúng ta lọc lại, ta lấy những cái cọng rễ nó đẹp nhất để chúng ta để lại. Rồi các bạn, như vậy thì mình đã có được một cái hai cái phương pháp. Thứ nhất đó là mình sử dụng phương pháp chiết cành đó. Phương pháp chiết cành là phương pháp sẽ mang lại bộ rễ rất là đẹp. Sau khi chúng ta xử lý xong và ta nuôi khoảng thời gian khoảng vài năm thì chúng ta sẽ có một cây rất là ưng ý. Cái phương pháp thứ hai thì phương pháp dâm cành, thì nó cũng tương tự như vậy. Nó cũng sử dụng cái cách tương tự như cách chiết, nhưng mà cái phương pháp dâm thì nó sẽ được cái số lượng lớn, nó nhanh hơn, nhưng mà nó được cái bộ rễ chúng ta làm ra thì nó chắc nó không có đạt bằng phương pháp chiết. Tại lúc trước video thì tôi đã nói phương pháp chiết nó là cây khi đang chiết nó vẫn nằm trên thân cây mẹ nên vẫn được nuôi dưỡng tốt, và khi đó thì rễ nó ra nó nhanh và nó rất đều. Còn phương pháp dâm thì nó lại ra rễ không có đều bằng.
Thì với những hai phương pháp đó thì các bạn có thể tìm ra cái phương pháp nào thích hợp cho mình để mình áp dụng. Và thông qua cái video thì mình muốn tất cả anh em mình, nếu mà có cơ hội thì mình hãy làm thử ha. Nói chung thì mọi thứ chia sẻ rất rõ ràng, anh em mình hãy làm thử. Và chúc anh em mình có những cái cây tuyệt đẹp, có những tác phẩm đẹp. Và thông qua video thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Thì chúc anh em mình thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Rồi, xin kính chào anh em.